thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè thân hữu của các cháu. Hôm nay được sự đồng ý của chính quyền hai địa phương Ninh Hải và Nghệ An, sự nhất trí cao của hai họ, hai gia đình và hai cháu. Hôm nay hai gia đình Bắc Nhung và Bắc Hao chọn ngày đẹp tháng lành để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Nhường và Hường. Từ thời khắc lịch sử này, hai cháu chính thức lên vợ lên chồng, hai gia đình lên nghĩa thông gia trước sự chứng kiến đông đảo của quý vị đại biểu, của các cụ, các ông, các bà đại diện cho hai họ. Thay mặt các thành viên của nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nhiệt tình của các quan viên họ nhà trai. Chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà bất chút những thời điểm lăng lóc như thế này nhưng vẫn nhận lời mời tới ăn dầu, uống nước, hút thuốc mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Thưa toàn thể hội hôn, tình yêu của hai cháu Dường và Hường được xây dựng trên tinh thần tự nguyện. Trải qua những thử thách của năm tháng, của thời gian, mối tình ấy vẫn đứng vững, vẫn trưởng thành. Tới nay đã tới độ chín muồi và dẫn tới hôn nhân. Ngồi giữa hôn trường lộng lẫy và trang trọng hôm nay, mối tình các cháu đã bước sang một trang mới. Hai cháu chính thức lên vợ, lên chồng. Các cháu phải làm sao giữ đẹp mối tình đầu, một mối tình trong trắng và thủy chung, luôn xây dựng một tổ ấm gia đình mạnh về kinh tế vật chất, giàu về tình cảm, đẹp về văn hóa, vui vẻ về tinh thần, luôn nhớ câu hoặc vợ hoặc chồng tát biển đông mấy bạn, sống trang hòa và cởi mở, sống thủy chung và hạnh phúc cho tới lúc đầu bạc răng long. Thưa toàn thể quý hôn, đối với cháu Hường ngồi đây thì tuổi đời còn trẻ, tính tình còn bồng bột sôi nổi, kinh nghiệm sống còn ít, sự từng trải cũng chưa nhiều. Bước đầu về làm dâu quan của gia đình, các cháu chắc chắn còn gỡ ngàng chứ nhiều trước cuộc sống mới, trước ngôi trường mới. Vì vậy, dành sự thương yêu và chăm sóc đặc biệt, sự chỉ giáo và răn bảo thường xuyên của hai họ đối với hai cháu lúc này là một việc quan trọng và cấp thiết. Ý thức được vấn đề này, chúng tôi, những thành viên của họ nhà gái sẽ thường xuyên phối kết hợp với các quan viên của họ nhà trai trong việc giáo dục, dạy bảo và huấn luyện các cháu để các cháu mãi mãi xứng đáng là dâu hiền, thương mẹ, kính cha, rể thảo mẫu mực, hai họ ta vui mừng. Mùa xuân sang năm, xin cháu trai đầu lòng, vui nhà, vui cửa, vui ông, vui bà. Thay mặt các thành viên họ nhà gái, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình của họ nhà trai. Cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã bất chút thời gian tới ăn dầu, uống nước, chia vui cùng hai gia đình và mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban nhạc và một số bạn trẻ đã có những giọng hát hay, những tay đàn giỏi hiến cho hồi hôn một chương trình ca múa nhạc đặc sắc, góp phần có lễ cưới của cháu thành công cực kỳ tốt đẹp. Cuối cùng, không biết nên nói gì hơn hết, xin chân thành cảm ơn mà chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà và các bạn thanh nữ nam niên luôn luôn được vui vẻ, mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.